Tháp Văn Xương 9 tầng bằng đồng mạ vàng 24K cao 30cm là món quà tặng cao cấp, giàu ý nghĩa phong thủy sâu sắc được đồ đồng Dung Quang Hà cho ra mắt cực kỳ độc đáo và tinh xảo. Xuất phát từ một công trình có thật, Tháp Văn Xương 9 tầng đã trở thành một biểu tượng quan trọng trong phong thủy. Chính vì vậy, rất nhiều khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm này. Phần đỉnh của ngọn tháp có hình chiếc bình hồ lô, nó hướng thẳng lên trời một cách tôn nghiêm. Phía bên dưới là 9 tầng tháp với kích thước nhỏ dần theo chiều từ dưới lên trên. Các tầng đều có kiểu cách, hình dáng giống nhau. Tiêu biểu là lớp mái ngói với các đầu uốn cong cùng hình lục giác. Thêm vào đó là sự đồng nhất trong các ô cửa. Các mặt tường cũng đại diện cho lớp tường gạch. Tầng dưới cùng có ô thoáng hình đồng su cổ. Ngay bên dưới tầng 1 là những bậc thang. Phần chân đế của mô hình tháp Văn Xương 9 tầng rất chắc chắn và cầu kỳ, đẹp mắt. Các mặt cạnh trên cùng được chạm rỗng họa tiết hình học, trong đó có các hình thoi nối tiếp nhau. Bậc đế tiếp theo lại được chạm nổi hình hoa lá uốn lượn. Ngoài ra, tên gọi của ngọn tháp cũng được thể hiện tinh tế, cuốn hút. Thêm vào đó, mô hình còn có các chân trụ. Chúng được bố trí đồng đều và cân xứng. Trong phong thủy, tháp Văn Xương là biểu tượng của công thành danh toại. Nó thiên về con đường học tập, tiếp thu kiến thức. Chính vì vậy, sản phẩm này thường được trưng bày tại phòng học. Chi tiết bình hồ lô ở trên cùng có vai trò tiêu trừ tà khí, mang lại bình an may mắn. Ngoài ra, số lượng 9 tầng thể hiện cho sự phát triển bền lâu, cho giá trị vĩnh cửu. Đồ đồng Dung Quang Hà.